Thưa quý vị, sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì hội nghị. Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Đà Nẵng đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua các khó khăn thách thức, triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra tại nghị quyết đại hội lần thứ 22 của Đảng bộ. Nhờ đó, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố giữ được sự ổn định và có nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận trên các lĩnh vực, xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị ngày càng đi vào chiều sâu. Việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị gắn với đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, bước đầu phát huy tính ưu việt. Kinh tế tăng trưởng và phục hồi nhanh trên một số lĩnh vực, nhất là dịch vụ, du lịch, công nghiệp, công nghệ thông tin. Các chương trình an sinh xã hội được duy trì thực hiện với nhiều chính sách mang đậm tính nhân văn. An ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại hạn chế cần được nhìn nhận một cách thẳng thắn. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung bàn bạc, phân tích, làm rõ các vấn đề đã được nêu trong dự thảo báo cáo, nhất là những hạn chế khó khăn liên quan đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, công tác đấu tranh phản bác với các thông tin xấu độc trên không gian mạng, công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, tình trạng cán bộ, công chức, viên chức e ngại, né tránh trong thực thi nhiệm vụ, làm việc cầm chừng, đùn đẩy trách nhiệm. Những điểm chưa phù hợp về cơ cấu kinh tế của thành phố, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài chưa đạt yêu cầu, thu ngân sách giảm trên một số lĩnh vực, để tiến độ công tác lập quy hoạch các công trình dự án trọng điểm, việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công chưa đạt so với kế hoạch đề ra, kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, những đánh giá về đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn thách thức, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, khó lường. Làm thế nào để phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn thách thức, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, gắn với triển khai quyết liệt, có hiệu quả ba nhiệm vụ trọng tâm đột phá là nhiệm vụ được hội nghị lần này tập trung trí tuệ để thảo luận, đưa ra giải pháp. Xem xét lựa chọn những khâu khó, việc yếu và xác định theo thứ tự ưu tiên để triển khai thực hiện gắn với việc dự lường các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, đề ra các lộ trình hết sức cụ thể cho từng quý, từng năm nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ vào cuối nhiệm kỳ này. Qua đánh giá, đến nay, có 9 trên 25 chỉ tiêu nghị quyết đã hoàn thành, 16 trên 25 chỉ tiêu cần tiếp tục tập trung thực hiện. Thành ủy Đà Nẵng sẽ có đánh giá về chất lượng các chỉ tiêu đã hoàn thành và mức độ khả năng hoàn thành đối với các chỉ tiêu còn lại đến cuối nhiệm kỳ.